Xin chào mừng toàn thể quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Thái Học Toyota Tăng Cảng. Cô chú anh chị ơi, và hôm nay Học xin phép gửi đến cho cô chú anh chị mẫu xe Innova Ventura 2021 đăng ký 2020 nha cô chú anh chị. Form mới nhất hiện tại á, Ventura thì sẽ có 3 màu đặc biệt: màu trắng ngọc trai nè, màu đỏ đô nè và màu đen, và bộ body kit bên ngoài xe. Đối với 2021 này thì có rất là nhiều phụ kiện đã được trang bị theo phiên bản V ngày xưa nha quý vị. Thì đầu tiên thì Học cũng xin phép quý vị cùng Học đi một vòng nè, để mình kiểm tra những đường dập nổi nè, màu sắc xe nè. Đối với sản phẩm này á, thì đã mới vừa về thôi. Tuy nhiên chiếc xe này nó còn đẹp lung linh nữa quý vị, vì lý do là chiếc xe này nó mới mà. 2020 mà mới đi 10.000 cây thì quý vị nó biết mới đến cỡ nào rồi. Xe này mang biển số tỉnh nha cô chú anh chị. Đó, Ventura. Hiện tại thì đã có phim cách nhiệt, ghế da, xe này phụ kiện full, phụ kiện và phụ kiện đẹp không nha quý vị. Thì vẫn như thường lệ mình đi một vòng, mình kiểm tra những đường dập nổi và độ bóng của nước sơn xong thì Học sẽ đi vào chi tiết ngoại thất và nội thất. Học xin đi nhanh vì cái sản phẩm này giống như một chiếc xe mới vậy quý vị, mới 10.000 cây mà. Thì Ventura 2021 chúng ta sẽ có cụm bi và cụm đèn pha Projector này, rất là đẹp nha quý vị. Ở cái đèn này là ngày xưa chỉ bản V 1 tỷ mốt mới có thôi, thì bây giờ Ventura cũng cả tỷ rồi. Thì cũng được trang bị cho mình đèn Projector nè và cảm biến gốc đây quý vị. Và cái bộ body kit nè, body kit riêng theo xe nè. Đối với Ventura thì chúng ta sẽ có body kit nè, mặt lưới tăng nhiệt được mở rộng hơn 2019 và có thêm cái nẹp mạ rơm rất là sang trọng ha quý vị. Cái phần đậu xe của Innova Ventura 2021 á, mình nhìn nó rất là thể thao. Mọi chi tiết thì Học sẽ quay hơi nhanh hơn một xíu vì cái sản phẩm này nó như sản phẩm mới quý vị, xe lướt mà, đi 10.000 cây. Còn những cái ốp mạ rơm ở đây á, là mạ rơm cái kiểu mà đen khối á quý vị, nó rất là đẹp ha. Mọi chi tiết nó còn mới tinh nè, cảm biến gốc nè, mạ rơm đây là mạ rơm sáng, còn đây là mạ rơm khối, zin theo xe ha. Ốp đèn cũng là sơn bóng đen. 2021 thì chúng ta sẽ có bộ mâm hộp kim nhôm phay nè, đây cô chú anh chị ha. Vẫn sử dụng thông số lớp như cũ, xe thì sử dụng thông số lớp là 205/65R16. Đó. Và thêm một phần đặc biệt, ốp gương là mạ rơm zin theo xe đó. Và đây nẹp chân kính zin theo xe, chỉ ngày xưa phiên bản V mới có, còn bây giờ thì Ventura đã cho mình full nha quý vị. Đó, nút tay nắm cửa. Nút tay nắm cửa thì sao, thì mình sẽ có cái khởi động remote thông minh nè và đời bằng nút bấm đó quý vị. Đây, Ventura đời bằng nút bấm ha. Còn vô lăng là full gỗ và bọc da ha. Đó, nội thất bọc gỗ. Đó, xe này đã được anh chủ trước đó cô chú anh chị lên cho mình cái đầu Android luôn. Xe này mới chạy 9.800 mấy thôi. Còn nguyên chiếc xe Innova ha. Chào mừng, 9.856 cây thôi quý vị. Đó, chưa tới là 10.000 ha. Gần 10.000 thôi. Đó, đầu Android rất là mượt nè. Đầu Android rồi, đây, màn hình rất là rõ nét luôn. Đây, Học mở cửa, Học đóng cửa, sẽ tắt. Đó, màn hình Android, hệ thống lạnh tự động. Đó, cái chìa khóa này, chìa khóa đây, chìa khóa này nó làm giống phiên bản V ha, có chữ Innova trên chìa khóa, khóa rất là sang. Xe này cái camera hành trình nó tích hợp vào cái đầu này luôn nha cô chú anh chị, hệ thống lạnh tự động. Đây, bằng nút bấm. Rồi đặc biệt hơn nữa là đối với Ventura 2021 chúng ta sẽ có bốn cái cánh cửa này là full auto, một chạm chống kẹt luôn. Đó, gập điện, chỉnh lồng kiếm cũng là điện. Đó. Đó, màn hình hiển thị thông tin, mọi chi tiết nó còn rất là đẹp nha quý vị. Rồi, xe này phụ kiện đẹp lắm. Đây, cái bộ ghế da xịn nè, thiết kế theo dạng 5D nè quý vị. Ở Ventura zin thì vẫn sử dụng ghế nỉ màu đen nha cô chú anh chị. Đó, phối cái tông màu màu đen và màu đỏ ở trên tấp bi cửa luôn. Đó, cái da này rất là xịn luôn vậy, nó rất là mịn, để tay lên đây nó mịn lắm. Đó, chân cũng là chân 5D, ghế 5D, sàn cũng là sàn 5D luôn nha quý vị. Đó, cô chú anh chị mua xe này về thì mình sử dụng được một cái dàn phải gọi là nội thất rất là xịn sò. Đây, tấp bi cửa nha quý vị. Và Học xin lướt qua phần keo chỉ nha cô chú anh chị. Keo chỉ xe này là mắc một ly nè. Học lấy chiếc xe Ventura này, Học chở cô chú anh chị về luôn ha. Đó, xe này nó mới tinh nè.
nên là học xin phép lướt phần cao chỉ. Học sẽ quay những cái điểm mà như là những cái điểm nổi trội như là nội thất của xe này thôi đó. Còn xe này thì như một chiếc xe mới rồi đó, trần 5D. Đây quý vị, đóng cửa xe rất là im ha. À, mình sẽ có một cái phim cách nhiệt đen để tăng cái độ riêng tư rất là cao. Ngồi người ở bên trong á là người ta sẽ không có thấy mình, nó giảm cái ánh sáng. Còn cái đèn này nè thì cô chú anh chị có thể chỉnh được cái độ sáng theo cái con mắt của mình phù hợp nhất. Hệ thống lạnh tự động á quý vị. Đó, nhìn xe rất là đã ha. Đó, hệ thống Android, cái đầu Android rất là to bản. Đó, mình có thể ngồi đây mình giải trí. Venturer thì chúng ta vẫn có cái tựa tay. Xe này bên học đang chào bán với mức giá siêu hời luôn nha quý vị, 790 triệu, đúng giá nha cô chú anh chị ha. Xe này bên học bán đúng giá, lên giảm lọc cô chú anh chị 1-2 triệu lấy lọc thôi, không giảm nhiều ha. Đèn đó, đèn lái 2020-21 thì chúng ta sẽ có thêm một cái khoảng đèn khói ở đây đó, và cái mặt cốp sau đây thì nó làm nó có một thêm một cái khắc vô nè quý vị. Đó, nó sẽ một cái điểm nhấn mới ở phía sau ha. Còn đây là phần khoang hành lý phía sau, phải gọi là sạch sẽ đẹp đẽ quý vị. Ngồi trong xe này mát lắm do cái phim cách nhiệt á, với lại cái chằng 5D. Xe thì anh chủ trước lên rất là nhiều phụ kiện luôn, nói chung là xe này đi là lên để chạy thôi. Rồi dàn gầm cô chú anh chị không khác gì một chiếc xe mới ha. Dàn gầm này bên học về sẽ Maruguri lại dọn lại mọi chi tiết mới tinh nè. Xe này đẹp lắm nha quý vị, nhưng là chiếc xe mới nhưng mà mình mua mình tiết kiệm được khá là nhiều tiền á. Đóng phí trước bạ chỉ có 2% thôi, ví dụ cô chú anh chị nào ở tỉnh thì mình ra biển số thêm 1 triệu nữa là xong. Tay nắm cửa mạ rơm zin theo xe, đẹp chân kính. Tấp bi cửa tông xịt tông ha, đen đỏ 5D. Cô chú anh chị mua xe này thì mình phải gọi là được một mớ phụ kiện. Đó, thì thật sự ra bên học mua xe của khách nào gắn phụ kiện bên học không có tính vô, thật sự là vậy. Đó là cái điểm yếu của ô tô, cô chú anh chị mình gắn phụ kiện cỡ nào người ta mua xe, người ta chỉ mua chiếc xe thôi. Còn phụ kiện thì mình có thể lấy lại. Đó, còn mà khi mà quý khách hàng này thường ta bán xe người ta sẽ tặng luôn dàn phụ kiện đó cô chú anh chị. Nên là bên học cũng không có tính vô mấy cái này đâu. Ở giá 790 triệu là bên học bao rút gốc ha. Bao rút gốc. Rất là đẹp ha cô chú anh chị. Dạ vâng, học sinh nhắc lại cô chú anh chị, sản phẩm Venturer 2020 form 2021 đi được 989 cây. Bên học đang chào bán với mức giá chỉ 790 triệu thôi cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào nhanh tay cọc online trực tiếp xe này, khi đến xem xe không đúng hiện trạng học trả cọc chở cô chú anh chị về ha. Xe rất là đẹp. Vâng, một lần nữa học sinh nhắc lại bên học đang có nhu cầu thu mua tất cả các dòng xe cũ Kia, Mazda, Honda. Cô chú anh chị mua xe cũ nè, đổi xe mới là cô chú anh chị đó được rất là nhiều quyền lợi nè. Cô chú anh chị ví dụ như mình đang đi chiếc Innova 2014-2015 cứ gọi học để đổi xe này cũng được. Đó, nói chung là rất là linh động khi mà cô chú anh chị, đặc biệt là những cô chú anh chị đổi xe ha. Và bên học cũng còn được 20 mấy chiếc xe cũ Innova, Fortuner rồi còn rất là nhiều. Còn có một chiếc VSG và Innova, Fortuner. Cô chú anh chị nào đang có nhu cầu bán Innova, Fortuner nào đó thì bên học cũng hỗ trợ cho cô chú anh chị đến tận nơi xem xe, định giá xe miễn phí cho cô chú anh chị ha. Một lần nữa học sinh kết thúc video tại đây, xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian quý báu ra cùng học đánh giá cái sản phẩm Fortuner Venturer này, Innova Venturer, xin lỗi. Một lần nữa học sinh kết thúc video tại đây, xin chào cô chú anh chị và xin hẹn lại clip sau ạ.